Trời ơi, chị bầu Randy cả nhà ơi. Hôm nay tới chị bầu Randy chơi cả nhà. Hồi nãy mình mới hái được một mớ mâm xôi đỏ đó. Mình tặng chị bầu. Chị bầu tớ rủ tới nhà là đi hái việt quất cả nhà ơi. Wow, look at your baby, baby girl. Yay. It kicked me. Mình xem có đạp mình không? Không thấy đạp. Hello. Ok, let's go. Cả nhà nhìn xem nè, bắp của chị Brandy nè. Wow, thì ra là cái có cái giống cây lùn lùn giống vậy là nó đã ra bông rồi hết ta. Ý sang năm mình thử trồng cả cái loại giống chị Brandy xem. Không biết cái tên gì ha. Tại vì mình thấy có một xíu mà nó đã ra bông rồi nè cả nhà. Đó, vậy là chắc nó mau ra trái dữ lắm luôn. Một cây mà mình thấy nè, 1, 2, 3, 3 trái luôn. Wow. Đây nó nè. Ui, cái giống bắp mà giống gì, có cả râu luôn cả nhà ơi. Vui quá hả. Còn đây là cải cầu vồng của nhà chị nè. Trời ơi mẹ ơi, cái lá nó chà bá lửa luôn. Ôi, nó non, thiệt là non luôn cả nhà ơi. Này là gấp 4 cả cái bàn tay của mình luôn á cả nhà. Này, lá nó non dễ sợ luôn á. Wow, con này là cà rốt này. Đó. Còn bên kia là đậu, đậu Hà Lan. Đó. Còn mấy cây cà của chị nè. Có trái rồi cả nhà ơi. Mấy cây cà này mình tặng chị luôn á. Mình gieo từ hạt á, mình tặng á cả nhà. Có trái rồi nè. Đó. Cà này là cái cây này hình như là cây cà chua mà quả bự, thiệt là bự cả nhà. Đó. Wow, nó hùng vĩ chứ cả nhà. Đó. Ôi, nó cao, thiệt là cao luôn. Còn bên đây là cà chua là giống gì ha, là bíp á. Đó, gọi là bíp á, cà chua bíp nè. Rồi cà chua Roma nè. Rồi có một loại bên kia là cà chua đen mà trái bự bự kiểu như vậy á. Bữa hôm chị Vinh Nguyễn Thị tặng mình mấy cây á, mình có tặng chị Brandy một cây mấy anh đây. Rồi bên cây này cây gì mình cũng không nhớ nọ, hình như là Roma luôn á. Đó. Bữa hôm mình tặng chị mấy cây hành nữa nè. Mình ăn không hết á, cả cái rễ lại á. Cái mình nói Brandy mang về nhà trồng đi. Trời ơi, wow, nó xanh thiệt là xanh luôn. Đó, một cây, hai, một, hai cây. Cây này là cây bông Atiso á cả nhà. Đó, còn bên đây nguyên một cái hùng vĩ này là cả nhà biết cái gì không? À, bí ngòi đĩa bay màu xanh. Đó, mình cũng tặng chị Brandy luôn. Đó, đây nè. Đó, trái quá chừng trái luôn. Bao la trái. Thằng này là bí này. Bí này là bí cũng của giống của chị Viên Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ tặng cho mình này. Mình cũng tặng chị Brandy luôn. Đó, bí ngòi gì nhiều dữ lắm luôn á. Bí pumpkin rồi bí gì, nói chung là rất là nhiều bí à nhà ơi. Nhiều loại bí quá, giờ mình không nhớ là loại nào nó bí pumpkin nữa này. Đó. Look at that. You had over here. Get them. Yeah, bí ngồi màu tròn màu xanh này cả nhà ơi, dễ thương không? Have this one. It's ready. Yeah. Like this. If you have it, it's really good. It's like a zucchini. Yes. Yes, that's a zucchini. Yeah, like this. Đó, mình nói là trái bí như vậy là ăn vậy nè. Yeah. That thing called you around zucchini. You so like this, you can eat already. Yeah. Oh, good to know. Okay. Yeah. Hmm. I did not know that. Yeah, over here too. Nhỏ nhỏ này nè là hái ăn rất là ngon luôn, đừng để bữa nó già mất. Hey. Oh, yeah, yeah, over here. Wow. Over there nè. Tại mình tặng chị rất là nhiều bí ngồi nên là mình không có mang tới bí ngồi cho chị. Chị ăn của chị không cũng đã ngán rồi. Nó nhỏ nhỏ vậy đó là ngon. This little bit bigger. Mình mới bưng một mớ dâu tây ở vườn mình đó. Mình tới trồng chỗ chị Brandy nè cả nhà. Thì hy vọng Brandy có dâu tây hái cả nhà. Mấy cái cây mà bự bự này thì bữa hôm mình tặng trước đó rồi. Thì bây giờ nó ra trái rất là nhiều nên mình bỏ trong thùng này luôn. Còn này là mấy cây con nè, mình mới gầy ra đó. Cái mình bỏ ở đây mình cấy vô cho chị luôn cái được 2 thùng cả nhà. Đó, trời ơi, dễ thương quá cả nhà ơi. Đây có mấy trái này nè. Đó, hy vọng là chị có mấy dâu tây hái ha. Đó, lần sau tới là chắc là bông nó lên rồi đó cả nhà ơi. Đó. Mình cũng tỉa một mớ măng tây cho chị bớt rồi nè, đặng cho nó lên mấy cái cây mầm mới cho chị ăn chứ để nó già quá. Đó. Rồi đi qua hái việt quất cả nhà ơi. Ôi, chị đang hái kìa. Chị bầu. Đó. Trời ơi, mấy trái dễ thương không?
Wow, a lot. Okay, I'm going to keep growing. Yeah. Trời ơi, trái đây cả nhà ơi này nè. Oh, ôi, trái mập thiệt là mập luôn. Rồi dễ thương quá. Nhà chị có một bụi này á, 5-6 cây á, chị nói là lúc mà chị mua nhà là người ta trồng sẵn cho I'm chị happy rồi. Nice and fast. Yes, chị nói là chị rất là vui khi thấy nó quả bự. Trời ơi, trái gì đâu mà sướng vậy. Nhà chị Brandy trồng mình được hái cả nhà ơi. Quá đã. That must time will be ready in a few days. Yes. Not bad. I can tell by the color. Chị Randy nói một số trái là ít bữa nó sẽ chín, bây giờ nó chưa chín. Yeah, bên đây mình hái giùm thôi chứ mình ở nhà quá chừng rồi mình không ấy, với lại mình cũng đi farm á, rớt mấy trái mình sẽ lụm lên. Hai trái mình làm rớt, hai trái mình lụm lên. Đó cả nhà. Trời ơi, được cả mớ rồi nè cả nhà. Nhiều không cả nhà ơi? Try one. Did you try it? Yummy. Oh, look at that. You want me this one? This is not ready, but this no. is ready. Yeah. Take the big one. I like it. So sweet. Perfect. Ngon quá. Wow. Ngọt quá hả nhà ơi? Ngọt và thơm. Quả này chua. Mấy cái trái này là chín rồi nè, ready rồi nè. Đó. Trái bên đây nữa nè. Trái đen thui nè là quả chín luôn nè. Đó. Trái này cũng chín rồi nè. Thôi mình mới xới đất lại hai cái thùng dâu, mệt ơi mệt luôn. Thì mình thấy chị cỏ quá chừng luôn rồi, cái cây dâu kia nó không ra trái gì hết trơn, cái mình mới trồng cái loại mới cho chị. Có gì chị có hái để có trái để chị ăn. Yes, chị nói cái cây bên kia quá chừng trái. Đó, được cả rổ luôn hả nhà ơi. Why don't you make smoothie? Đó, trái nữa đi. Trời ơi, trái này là siêu chín luôn nè. Bên đây nữa nè. Chị nói so many là nhiều quá. Chị thích quá. Đây nữa nè cả nhà ơi. Úi dồi ôi, bao la luôn. Úi, đầy tay rồi, đầy ray rồi. Phải hái. Hái bỏ vô bỏ không thôi là. Úi, bên đây quá chừng luôn. Oh my god. Đây nữa nè. Chị bầu hái mé bên kia, mình hái mé bên đây. Đó. Mới một trái rớt rồi, lụm lên. Đó. Đây nè. Ngồi hái luôn. Khom khom, hôi đau lưng quá. Cái trái này nó nhỏ nhỏ, hái nên là nó lâu hơn cái dâu tây. Dâu tây là hái lẹ dữ lắm. Đó. Bên đây nè. Wow, nguyên cả chùm đen thui luôn. Wow. Oh my god. Hả? There's so many. Oh my god nè. Chị... Yeah, úi dồi, bên đây nè. Chị bầu. Chị bầu khoái dữ lắm luôn á. Hả? So many. Hả? Vào đây hả? Đây nó. Bên đây nè. Me ready. Yeah. Wow. Last. You can have. Why don't you make some smoothie? Yeah. It's really good. You put them in the freezer and then you make smoothie. Yeah, freeze. I like to make blueberry pie. Oh, okay. Chị nói chị really like pie. Ok. Chị nói chuyến này á, đứa con này nó thích ăn pie dữ lắm, bánh pie á, là chị nói sẽ để dành trong tủ lạnh á, làm bánh pie. Còn mình là mẹ con mình là chỉ có thích xay sinh tố thôi. Bỏ đủ loại trái cây xong rồi xay sinh tố ăn.
Trời ơi, trái gì đâu mà quá chừng trái luôn. Trái còn nhiều hơn farm nữa. Trời ơi, look at that. Look at that. Oh my god. Hey, hai chị em hái quá chừng này nè. Như Brandy hái hai chị. That be ready today. Yeah. It's really. Ooh, you had a lot over here. Oh yeah. Trái bên đây nhiều nữa nè. Trời ơi, trái này đen thui luôn. Đen thui là rất là ngọt đúng không nhỉ? Ngọt quá. Mình nhớ hồi đó mình hái blueberry này nè trên nhà chị Jen lúc mới qua. Mình nói cái trái gì mà giống quả sim dữ rồi. Ăn lựa một quả mà lựa nhầm cái quả, nó sẽ lè, nó chua ơi là chua. Cái chị Jen nói trời ơi em ơi em hái nhầm cả cái quả, nó chưa có chín chua lắm. Cái mình tưởng là cái trái đó chua, mình đâu có ăn đâu. Xong cái lúc mà nó chín rồi đó, trời ơi ham dễ sợ luôn. Đó bên đây chị Brandy nói dịch chuyển mé bên đây nè cưng. Và bên đây quá trời trái luôn. Đó. Đây trời ơi bao la luôn. Trời, cái cây này cái trái nó rất là to luôn á, nguyên cả chùm nè. Wow, ôi mẹ ơi. Wow, so many. Chị Penny nói trời ơi ở đây nè, qua đây hái em ơi. Đó. Trời ơi cả chùm gì đâu mà ham quá đi à. Oh my goodness. There we go. Wow. 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 Dưới đây nữa nè. Trời ơi. Năm nay là Brandy á nhiều nhiều gấp mấy chị Brand à lộn. Chị Jen. Chị Jen năm nay là không có vịt quất cả nhà ơi. Thất bại rồi tại vì chị chuyển rồi. Nhưng mà táo của chị thì thôi khỏi nói luôn. Bao la táo. Còn vịt quất thì năm nay chị thua rồi. Mình ước gì cái cây của mình ở nhà nó cũng trái nhiều như vậy, hái cho nó sướng tay. Wow, khá là ngọt không? Ngon quá. Lượm cái trái đó rồi, đây. Không phải. Má này này, đó. Nó rớt nấy nè. Đây nè. Ba trái nữa nè. Trời ơi nó ham quá. Ít bữa đi farm hái nữa tha hồ luôn. Cái tay đầy rồi. Mình hái hai tay như chị Brandy á, tại vì một tay mình cầm máy rồi không có hái được nhiều. Hai chị em. Trời ơi gần đầy rổ luôn nè. Wow. Dưới đây nữa nè. Trái gì đâu mà quá chừng luôn. Wow, nguyên chùm đây luôn nè. Wow. Oh my god. Nice. There we go. Bên đây nguyên một chùm né này nè. Cái ham luôn á. Máng đây rất là nhiều luôn nè. Không hái là nó sẽ bị rụng. Canh chín là phải hái liền. Còn cái trái này á, lạ lắm cả nhà ơi. Nó chín mà mình không hái là nó rụng hết trơn á. Nên là thấy nó chín là phải hái liền. Để mình lụm mấy cái trái mình làm rớt. Đây nữa nè. Mấy trái mình làm rớt này. Còn nữa không? Bên đây nữa nè. Ít bữa nữa ha, chín thêm đợt nữa mình hỏi chị là chín chưa, mình lại mình quay tiếp cho cả nhà xem. Đợt hai chắc cũng cả rổ nữa cả chị, chứ không ít đâu cả nhà.
Đó. Hả? 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 Dạ, ý cái này bị sao rồi. Ok. 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 Mời cả nhà ăn với hai chị em vài trái thôi cả nhà ơi, chứ mình đi vô á, mình đi về nấu cho ông xã mình ăn cơm đó. Ăn với chị Brandy, hỏi chị Brandy cao dữ trời, chỉ quỳ hàng chi nó mình cũng cao lên chút đi đó. Cháo đặc cơ bạn nhôm. Wow, so sweet. Papa. Wow. Okay. Nhâm. Oh here, yeah, this is a big one. Yo. Tastes like. So sweet. I'm gonna take that one. We might have a bag. Okay. Okay. Nó cái trái nó bị hư dục ra. Ok, ngồi xuống đi. Chỉ ngồi mình cũng ngồi luôn. Mỏi tay quá. Cái trái like that one. Yeah, chị nói là cái trái này rất là mập mạp. Chị nói vậy. Yeah, trái này cũng vậy nữa nè cả nhà. Đã được bước mà chú. Wow, sweet. Your blueberry is really good. Better than the farm grow it. It is? Yeah. I think it is ugly. I don't know. But they open tomorrow up there. Oh. Do you want to pick some? After I wake up, I sleep in. Okay. What time do you wake up? I'm kind of like about 7. Oh, I can't wake up at 7. But you pregnant, you devil. Mình thường ngủ dậy là 7 giờ. Chị hỏi mình là ngủ dậy mấy giờ đó, mình nói 7 giờ. Còn chị nói chuyện em. I wake up about 9. 9 giờ chị mới ngủ dậy. Tại vì chỉ ốm yếu bầu bì mà đâu có ngủ dậy sớm chứ cả nhà. Mình dậy sớm mình nấu đồ ăn cho con trai nè. Ông xã mình về á, mở cửa là mình thức dậy liền, như là có tiếng động á. By the sheep farm. From there they don't have much job to do right now. From there they kind of like grow a lot of vegetables right now. But the milk like I do before, it don't do anymore, so I don't have job to do. Chỗ chị hỏi là công việc của mình trên farm như nào rồi á. Mình nói là giờ là công việc trở nên bây giờ người ta không có làm phô mai nữa ở nhà nên là nghỉ việc rồi. Lâu lâu người ta cần á, người ta gọi thì mình lên thôi. Nhắm đi. Thôi, ăn mấy trái rồi nhờ ơi. Đặng chị để dành chỉ làm pie mà, chứ mình ăn hết của chị không nỡ cả nhà ơi. Mình ra farm mình ăn quá trời luôn á. Còn này của chị được mấy trái à, mình cũng quý, chị cũng quý, nên là mình thử mấy trái thôi ha cả nhà ha. Đó. Rồi, ok. So happy. Really happy. Yeah, it's cute. Yeah, so cute. Cái trái biến ngồi tròn nó dễ thương, siêu dễ thương luôn cả nhà ơi. How high is that? Just like zucchini. This is a zucchini, but a round one. Okay. Yeah. I chop it up and fry them up. Yeah. Yummy. Yeah, yummy, really good. Like that. Chị nói cái trái này ăn như nào thì chị mình nói là làm y như là chị thích với lại cái quả bí ngô bình thường kia nó dài dài vậy thôi. Tại vì chị, I think the first time you saw it, right? Yeah. They thought it was a pumpkin. I said, I don't know about that. No, it's not pumpkin. Pumpkin, that's for Thai. Right, they call around zucchini. Around zucchini. So I had cool. The yellow and white too. Next time I pick some for you, can try the white one too. Okay. Yeah. I have to try the white one before. Okay. Lần sau mình sẽ hái một cái quả bí ngòi màu trắng á. Cho chị Brandy thử. Tại vì mình chỉ tặng chị cái giống màu xanh thôi, chứ màu trắng thì chưa thử. Nên là lần sau mình sẽ thử cùng hái thịt nhiều á. Right now I can give for the food bank. I have a lot of vegetables. And then I give for food bank. The food bank? Yeah, the food bank over here.
Okay. No, no. You I know. Just rubbing my belly. The baby pushing this way. Oh. And that, okay. Ooh, trời ơi, con cái em bé trong bụng chị á đạp cả nhà ơi. Đây nè, đây nè. Đó. Trời ơi, nó đạp hủi hủi luôn. We got a name for her. What's her name? Addison. Addison? Ooh, beautiful name. Thank you. Yeah. Con gái của chị sau này sẽ là tên Addison cả nhà ơi. Đó. Ừ, dễ thương quá. Wow, yeah, ooh. Just feel six her months. Right there. 6 months? Yeah, this month. Wow, 6 tháng rồi đó cả nhà. Ở đây thôi ha cả nhà ha. Bye bye cả nhà. Bye. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nha. Cả nhà ơi, tặng cho hai chị em mình một like, đăng ký kênh, ủng hộ cho Nhung Hà với nha. Bye bye cả nhà. Chị bye.